Xin chào các bạn đã đến với video của Khuôn Cho Cảnh Nắm Hùng. Thì hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ gia đồng cho một loại chậu vuông 68 cm. Loại này là lọt lòng 68 và phủ bì là 72. Thì các bạn cùng theo dõi ha. Chúng tôi sẽ gia đồng vàng bên trong cái qua dăng của nó. Các bạn thì gáp xíu các bạn sẽ thấy nó nổi bật lên. Chúng ta sẽ qua mặt thứ hai của phần chậu này. Những cái video trước thì chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn là kỹ thuật giã đồng như thế nào và kỹ thuật pha như thế nào, thì các bạn coi những video trước nhé. Thì chúng ta muốn làm đồng nó đậm hay nhạt, đen nhiều hay đen ít là tùy theo chúng ta pha và tùy theo cái dạng chậu chúng ta cần pha. Màu đồng nó hơi đen hay màu đồng hơi vàng thì tùy theo loại chậu. Em đây là mặt thứ ba của chậu, thì chúng ta sẽ gia đồng phần này và còn một mặt nữa chúng ta xong.
đi đâu vậy? Đi xuống dưới chợ mua trên hai mấy cái bông bản nha, bông bản nhỏ khoảng cả bốn bốn năm bông bản nhỏ lớn lớn vậy nè, bông khoảng ngàn cái gì. Ừ. Rồi, chúng ta đã xong phần thứ ba và